Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi về tình hình tại Ukraine. Tổng thống Zelensky xác nhận quân đội Ukraine đã phá hủy hơn 1.000 xe tăng Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã phá hủy hơn 1.000 xe tăng Nga, gần 200 máy bay Nga và gần 2.500 xe thiết giáp. Ông Zelensky cho biết bất chấp những tổn thất này, quân đội Nga vẫn có thiết bị để tiến hành các cuộc tấn công bổ sung. Tất nhiên, quân xâm lược vẫn còn thiết bị trong kho. Vâng, họ vẫn có hỏa tiễn để tấn công lãnh thổ của chúng ta. Nhưng cuộc chiến này đã khiến Nga suy yếu đến mức họ phải lên kế hoạch trang bị quân sự ít hơn nữa cho cuộc duyệt binh ở mặt tư khoa. Nga dự kiến tổ chức lễ duyệt binh truyền thống ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9 tháng 5, kỷ niệm việc Đức đầu hàng Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tổng thống Ukraine cũng cho biết Nga đã mất hơn 23.000 binh sĩ kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Nga thường xuyên công bố số liệu thương vong thấp. Hai ngày trước khi Nga cập nhật số liệu tử sĩ, hai quan chức quân sự cấp cao của NATO ước tính số lượng binh sĩ Nga thiệt mạng trong chiến dịch Ukraine vào khoảng 7.000 đến 15.000. Cũng trong khoảng thời gian đó, các quan chức Mỹ khác cũng đưa ra những thiệt hại tương tự của Nga, từ 7.000 đến 14.000 binh sĩ Nga thiệt mạng, nhưng họ tin rằng con số có thể còn cao hơn. Hồi đầu tháng, phát ngôn viên Điện Cẩm Linh, Dmitry Peskov, thừa nhận ngắn gọn rằng Nga đã chịu tổn thất đáng kể về quân đội ở Ukraine, đồng thời gọi tổn thất này là một thảm kịch lớn đối với đất nước trong một cuộc phỏng vấn với Sky News. Tổng thống Zelensky, Bộ Chỉ huy Nga sẵn sàng cho những tổn thất nặng nề mới. Bộ Chỉ huy quân đội Nga chuẩn bị sẵn sàng cho những tổn thất nặng nề mới và chuẩn bị thêm tủ lạnh để lưu trữ xác chết. Chúng tôi biết rằng Bộ Tư lệnh Nga đang chuẩn bị cho những tổn thất lớn mới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu mới nhất của ông. Theo ghi nhận, những tân binh đang được tung vào các đơn vị mà nhân sự đã gần như bị loại bỏ hoàn toàn hoặc đã suy yếu đáng kể trong tháng 3 và tháng 4. Những tân binh này có ít động lực và ít kinh nghiệm chiến đấu. Zelensky cho rằng Bộ Chỉ huy Nga chỉ muốn có đủ số lượng cần thiết để tung các đơn vị này vào cuộc tấn công. Ông nói, Bộ Tư lệnh Nga nhận thức rõ rằng sẽ có thêm hàng nghìn binh sĩ Nga thiệt mạng và hàng nghìn người khác sẽ bị thương trong những tuần tới và tự hỏi tại sao bản thân các binh sĩ Nga và người thân của họ lại cần phải làm như thế. Các chỉ huy Nga nói dối binh sĩ của họ rằng họ sẽ phải đối mặt với một số trách nhiệm nghiêm trọng nếu từ chối chiến đấu, và đồng thời, họ cũng không cho biết về việc quân đội Nga chuẩn bị thêm tủ lạnh để lưu trữ xác chết. Họ không cho biết những tổn thất đã được tính đến trong các kế hoạch mới mà các tướng mong đợi. Mọi người lính Nga vẫn có thể cứu được mạng sống của mình. Bạn nên sống sót ở Nga hơn là chết trên đất của chúng tôi. Các thiết giáp của Hoa Kỳ đang được đưa tới Ukraine. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chính thức thông báo rằng các thiết giáp M113 đang được đưa đến Ukraine tại sân bay quân đội Fort Sewell Hunter thuộc tiểu bang Georgia. Lực lượng vũ trang Ukraine cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của Hoa Kỳ. Như đã đưa tin, Hạ viện Mỹ đã thông qua đạo luật Lend-Lease vào ngày 28 tháng 4. Đạo luật cho vay và cho thuê của Hoa Kỳ, hay Lend-Lease, được chính thức giới thiệu là đạo luật thúc đẩy phòng thủ của Hoa Kỳ, được ban hành ngày 11 tháng 3 năm 1941. Đó là một chính sách theo đó Hoa Kỳ đã cung cấp cho Anh, Liên Xô và các quốc gia đồng minh khác lương thực, dầu mỏ và các khí tài khác từ năm 1941 đến năm 1945. Nó được đưa ra trên cơ sở rằng sự giúp đỡ đó là cần thiết cho việc bảo vệ Hoa Kỳ. Đạo luật được ký thành luật vào ngày 11 tháng 3 năm 1941 và kết thúc vào ngày 20 tháng 9 năm 1945. Tuy đạo luật đề cập đến việc cho vay mượn, nhưng nhìn chung, viện trợ theo đạo luật này là không hoàn lại, mặc dù một số khí tài chiến tranh chẳng hạn như tàu,
thuyền, máy bay, xe tăng đã được trả lại sau chiến tranh. Đổi lại, Hoa Kỳ được quyền thuê các căn cứ quân đội và hải quân trên lãnh thổ của đồng minh trong chiến tranh. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, đạo luật này cho phép Hoa Kỳ cung cấp viện trợ quân sự cho các đồng minh nước ngoài của mình một cách nhanh chóng. Đan Mạch đưa thiết giáp, súng cối hạng nặng tới Ukraine. Hãng truyền thông Ôn Phi Đan Mạch đưa tin, Đan Mạch sẽ gửi 25 thiết giáp bánh lốp Piranha 3 và súng cối hạng nặng M10 cho lực lượng vũ trang Ukraine. Piranha là một họ thiết giáp có bánh xe được thiết kế bởi công ty Mao Ác Thụy Sĩ. Nó là một trong những loại xe bọc thép phổ biến nhất trên thế giới. Piranha 3 là một mô hình thiết giáp lỗi thời cho Đan Mạch. Hiện tại, quân đội Đan Mạch sử dụng các thiết giáp Piranha V. Tất cả các phương tiện của Piranha đều có thể di chuyển nổi với sự hỗ trợ của hai cánh quạt gắn ở đuôi dưới thân tàu. Piranha có thể được sử dụng như một tàu khu trục và hệ thống hỏa tiễn chống tăng tự hành. Xe Piranha có thể được trang bị nhiều tháp pháo khác nhau với các loại súng do các nhà sản xuất nước ngoài sản xuất, Polycomblegeagea của Thụy Sĩ với súng 20 ly, TCM-20 của Israel với súng phòng không 20 ly, Hispano-Suiza của Pháp với 90S-90 với súng pháo lựu 90 ly. Ngoài các thiết giáp này, Đan Mạch còn gửi súng cối M10 hạng nặng và hàng nghìn quả đạn pháo cho Ukraine. Các phương tiện truyền thông cũng nêu rõ số lượng các thiết giáp M113 được báo cáo là đã được gửi đến Ukraine trước đó. Lực lượng vũ trang sẽ nhận được 50 thiết giáp như vậy. Cư dân làng Kutujiva sống trong tầng hầm suốt 2 tháng, vừa được giải phóng. Tại ngôi làng Kutujiva ở vùng Kharkiv, nơi được giải phóng khỏi quân xâm lược Nga vào ngày 28 tháng 4, khoảng 100 người dân địa phương đã sống trong các tầng hầm trong 2 tháng. Quân xâm lược đã đưa thường dân ra khỏi nhà của họ. Khoảng 100 người, chủ yếu là người già, trẻ em, và buộc họ sống trong các tầng hầm lạnh giá trong 2 tháng mà không có điện, khí đốt và thực phẩm. Bây giờ viện trợ nhân đạo được chuyển đến ngôi làng đã bị phá hủy và cướp phá bởi những kẻ xâm lược. Các cư dân có cơ hội được di tản. Ngày 30 tháng 4, lực lượng vũ trang Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát đối với 4 khu định cư ở khu vực Kharkiv, Verkhnya Rohanka, Ruka Loyova, Slobit và Prisen. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các nhà lãnh đạo của thế giới tự do biết những gì Nga đã làm với Mariupol. Tất cả các nhà lãnh đạo của thế giới tự do đều biết những gì Nga đã làm với Mariupol, và Nga sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt vì điều này. Nhiều người trong số các nhà lãnh đạo đang cố gắng giúp cứu những người bảo vệ thành phố anh hùng của chúng ta, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu mới nhất của mình. Vấn đề Mariupol đã được thảo luận rất chi tiết với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc trong chuyến thăm của ông tới Kyiv. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để bảo đảm công việc di tản khỏi Mariupol được thực hiện, Zelensky nói thêm. Như Sviatola Palama hay còn gọi là Kalina, phó chỉ huy trung đoàn Azov, đã thông báo vào tối ngày 30 tháng 4, 20 dân thường, phụ nữ và trẻ em đã được di tản khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, bị phá hủy bởi pháo kích của Nga. Khoảng 1.000 dân thường và quân nhân Ukraine vẫn ở lại lãnh thổ của nhà máy, trong đó có khoảng 600 người bị thương. Mariupol trải qua một trong những thảm họa nhân đạo lớn nhất do sự xâm lược của Nga gây ra. Những kẻ xâm lược ném bom những người dân không có vũ khí, ngăn chặn việc cung cấp viện trợ nhân đạo và trục xuất công dân Ukraine đến các vùng xa xôi của Nga. Quân đội Ukraine giành lại quyền kiểm soát 4 khu định cư ở khu vực Kharkiv. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết giao tranh dữ dội đã xảy ra tại khu vực Kharkiv. Kết quả của cuộc tấn công, lực lượng vũ trang Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát đối với 4 khu định cư ở khu vực Kharkiv, đó là Verkhnya Rohanka, Ruka Loyova, Slobit và Prisen. Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công toàn diện ở vùng tác chiến phía đông.
Theo hướng Slovan, quân đội Nga đang tiến hành các cuộc không kích và pháo binh vào thành phố Kharkiv. Ở hướng Izium, các đơn vị riêng biệt của Tập đoàn Quân xe Tăng 1 và Tập đoàn Quân vũ trang tổng hợp 20 của quân khu phía Tây, Tập đoàn Quân vũ trang số 35 và Quân đoàn số 68 của quân khu phía Đông và các binh đoàn đổ bộ đường không đang cố gắng tiến vào Izium, Bavinko và Izium Slovian. Quân đội Nga tiếp tục tập trung lực lượng và nguồn lực ở cả hai vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời ở khu vực Kharkiv và khu vực Bengot của Nga, gần biên giới quốc gia với Ukraine. Đặc biệt, quân xâm lược Nga đã di chuyển các đơn vị của Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Độc lập số 55 thuộc Quân đoàn Vũ trang Liên hợp số 41 của Quân khu Trung tâm đến Volokhia và các đơn vị của Lữ đoàn Xe tăng Độc lập số 5 thuộc Binh đoàn Vũ khí Tổng hợp số 36 của Quân khu phía Đông đến Izium. Chỉ huy Ukraine bên trong nhà máy thép Mariupol cho biết việc di tản dân thường đã bắt đầu. Một số dân thường đã được di tản khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol sau khi lệnh ngừng bắn được đưa ra. Theo một chỉ huy của trung đoàn Azov, vẫn còn đang bị mắc kẹt tại nhà máy. Đại úy Sviatola Palama, chỉ huy phó của trung đoàn Azov, cho biết lệnh ngừng bắn, được cho là bắt đầu lúc 6 giờ sáng giờ địa phương, đã kết thúc lúc 11 giờ sáng theo giờ địa phương. Hiện tại, đó là sự thật, cả hai bên đều tuân thủ chế độ ngừng bắn, ông nói. Từ 6 giờ sáng, chúng tôi đã đợi đoàn xe di tản đến, 6 giờ 25 phút đoàn xe mới đến nơi. Chúng tôi đã đưa 20 thường dân đến điểm hẹn đã thống nhất, những người mà chúng tôi đã tìm cách giải cứu khỏi đống đổ nát. Đây là phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi hy vọng những người này sẽ được đưa đến điểm thành phố đã được thỏa thuận, đó là Zaporizhia, vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, Palama nói. Hiện tại, chiến dịch giải cứu đang diễn ra, do các binh sĩ của Azov tiến hành, chúng tôi giải cứu dân thường khỏi đống đổ nát. Chúng tôi hy vọng rằng quá trình này sẽ được kéo dài hơn nữa, và chúng tôi sẽ di tản thành công tất cả thường dân. Đối với những người bị thương, những người cần được chăm sóc y tế khẩn cấp, chúng tôi không rõ lý do tại sao họ không được di tản, và việc di tản của họ đến lãnh thổ do Ukraine kiểm soát vẫn chưa được thảo luận. Tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi yêu cầu bảo đảm việc di tản không chỉ cho dân thường mà còn cho những người lính bị thương của chúng tôi, những người cần được chăm sóc y tế. TASS, hãng thông tấn nhà nước của Nga, hôm thứ Bảy cho biết một nhóm dân thường đã rời khỏi nhà máy thép. Một phóng viên có mặt tại hiện trường nói với TASS rằng có tổng cộng 25 người đã ra ngoài, trong đó có 6 trẻ em dưới 14 tuổi. Người ta cho rằng có hàng trăm người bên trong khu liên hợp thép, trong đó có hàng chục người bị thương trong một cuộc bắn phá dữ dội của Nga trong nhiều tuần qua. Các hình ảnh vệ tinh mới nhất của nhà máy cho thấy nhiều tòa nhà của nó đã trở thành đống đổ nát. Những người bảo vệ nhà máy Azovstal nói rằng các cuộc tấn công vào đêm thứ Tư đã tấn công bệnh viện dã chiến bên trong khu phức hợp, làm tăng thêm đáng kể số người bị thương. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em người Ukraine trong hoàn cảnh thử thách hiện nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.